Lưu ý quan trọng khi các anh chị làm về cầu thang, thép cầu thang, chúng ta hãy bỏ cái phần xây viên gạch phía ngoài là viên gạch đặc đi, chúng ta hãy thay bằng cái phần một cái hàng đây. Thanh thép này là phần đổ bê tông, thì sau này các anh chị sẽ khoan đập bê tông vào cái phần thép này thì rất là cứng vững. Và thứ hai là cứ một đoạn thì chúng ta sẽ tạo một cái phần thép của chúng ta sẽ cắm vào cái hốc của cái bức tường này để cho cái không gian cầu thang của ta sẽ cứng vững hơn. Đấy, các anh chị nhìn cái hốc này như vậy. Tương tự như vậy thì tất cả cái phần này thì chúng ta đều cũng muốn vượt qua các điểm này. Và trên cái phần chiếu nghỉ này thì chúng ta tạo hộc hết chui vào bên trong tường. Và bỏ một hàng gạch đi, chúng ta tạo hộc hết vào bên trong để đảm bảo được cứng vững cho cái phần bê tông. Đấy, đây các anh chị nhìn tạo hộc này. Đấy, tạo hộc nhá. Đây, các anh chị nhìn tạo hộc liên tục. Đấy, để chúng ta tạo thành cái hộc và bám hết vào trong tường. Đây, thỉnh thoảng các anh chị đây một cái hộc nữa để đảm bảo cho quá trình bê tông bám chắc vào cái phần hành lang và bám chắc cùng với tường luôn để đảm bảo được cứng vững cho quá trình ta di chuyển cầu thang đi lại. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video. Các anh chị cần tư vấn thiết kế thi công nhà hãy liên hệ ngay với chúng tôi